Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh Helen Fan Daily Blog nhé. Hôm nay Helen muốn chia sẻ với các bạn là Helen đang trên máy bay từ Orlando, tiểu bang Florida, bay qua bên Puerto Rico, là một cái hòn đảo cách Florida bay khoảng 2 tiếng 55 phút. Thì các bạn cùng Helen xem thời điểm này đi du lịch như thế nào nhé. Trước tiên là máy bay chuẩn bị cất cánh là các bạn, thì đi Southwest rất là thoải mái nha các bạn, vì họ cho hai vali và mình đem hành lý vô tư và bay rất là êm và rất là, nói chung phi công bay rất là thoải mái đối với gia đình mình. Thì các bạn cùng nhau xem nhé. Thời buổi này nếu mà các bạn đi vào sân bay bắt buộc phải đeo mặt nạ, khẩu trang nha các bạn. Bước vào sân bay cũng phải đeo và lên máy bay là 100% không được lấy ra. Thì các du khách phải đeo mặt nạ dù lúc ngủ hay là thức, trừ khi mình uống nước hay ăn bánh, ăn snack thôi. Và Helen đang ngồi trên máy bay thì mỗi hàng ghế phải cách một ghế để cho an toàn khỏi ô nhiễm. Và cuối cùng thì chúng ta cũng bay đến được cái hòn đảo Puerto Rico rồi nè các bạn. Thì trước lúc mà Helen check in á, là lúc mà vào sân bay họ hỏi là mình có đi kiểm tra về dịch Covid-19 chưa, mình có lấy cái test đó chưa, và qua tới đảo thì họ sẽ cần. Và bây giờ chúng ta sẽ vào sân bay và xem thử mình phải làm như thế nào để được vào đảo nha. Đang đi vào sân bay nè các bạn, sân bay rất là vắng và du lịch mình cảm thấy rất là an toàn đối với gia đình mình, vì có mấy các em nhỏ đó nó ưa chạy tùm lum lắm, nhưng mà kỳ này thì vắng thì mình không có lo lắm. Và các bạn biết không, mình cũng đang lo lắng là mình chưa có lấy cái test ở bên bên Mỹ, cho nên không biết qua đến đây họ có cho mình vào đảo hay không. Thì trong giây lát lo lắng như vậy đó các bạn, thì mình đi lại đây nè, mình các bạn nhìn thấy đó, những cái hàng ghế vắng tanh mà đi thì bên này á họ rất là cách ly luôn đó, họ rất là sợ lây bệnh và rất là gọi bằng lịch sự. Thì mình nhìn vào mấy cái shop mình thấy vắng, vì mỗi lần vào trong shop mà muốn đi mua đồ á, họ phải đứng đo nhiệt độ của mình và kêu mình phải khử trùng tay bằng những nước khử trùng có cồn đó các bạn. Thì bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đi nhé, để đi vào cửa khẩu coi thử như thế nào. Đó các bạn xem sơ bộ rồi các bạn nhìn thấy những cái shop vắng như vậy đó, các bạn có là hiểu được là kinh tế nó bị ảnh hưởng như thế nào rồi đó. Khu này là một cái đảo, này là của Mỹ, tuy là của, nói tiếng không phải là tiếng Anh nhưng mà thuộc về cái quảng của Mỹ. Và cái đảo này rất rất là đông du khách, mà bây giờ các bạn thấy nó vắng như thế nào không? Và thích để những cái chợ nhỏ nhỏ trong sân bay cũng ngộ. Thường mình thấy nó bán quần áo và shopping thôi, còn đi trong sân bay thì họ để những cái... Và sau khi đi vào cái cửa này là không được quay lại nha các bạn, sẽ đi qua hành trình hải quan này các bạn. Tốt thì cái chỗ này nè, thì nó có cái chỗ để ngồi kiểm tra nhiệt độ trước khi đi vào cái đảo. Bạn coi người mặc đồ này nè. Thôi coi là mình phải điền cái đơn, họ sẽ test nhiệt độ của mình. Ta đi tới trước đi để em quay phim. Phải đến đây ai cũng phải chụp cái app này để mà trả lời cái câu hỏi trước khi vào đảo nè các bạn. Vì gia đình mình nó chưa có lấy cái test của Covid-19 ở bên nước Mỹ đó các bạn. Đến nơi á, bất cứ ai đến nơi cũng phải chụp cái hình này và cái website của nó sẽ hiện lên. Nếu các bạn có thời gian nên làm ở nhà trước cũng được.
thì nó hiện lên thì mình phải điền những câu hỏi. Nói chung nó hỏi mình có làm test chưa, mình có ba câu hỏi thì cái người chính hãng nói thôi bây giờ cứ trả lời câu thứ ba đi. Câu thứ ba là có nghĩa mình tới khách sạn mình sẽ tự self quarantine và mình sẽ kiểm tra nhiệt độ thân thể của mình. Sân bay thì vắng nhưng mà nếu các bạn làm xong cái test trên cái phone á thì các bạn cứ đi thẳng ra luôn. Còn những người này họ không có điện thoại di động thì họ phải ngồi đó và kiểm tra làm trên mạng. Thì bạn chỉ cần cầm cái giấy này thôi đưa là họ cho đi qua nha. Cho nên cũng không đến nỗi. Và bây giờ gia đình mình mướn xe chỗ Dollar, cái chỗ này mướn xe rẻ lắm các bạn. Mình mướn xe, mình ở trên đây 3 ngày mà có 29 đồng thôi. Thì họ đưa cho mình chiếc xe này nè các bạn. Đó, các bạn thấy chiếc SUV bự không? Nhưng mà mình thì mình không có muốn xe bự. Tại vì bây giờ mới đầu mình đi, mình thấy xe bự thì mình bức xe bự chứ nếu không là rẻ hơn nữa. Mình thấy xe bự đi lên đảo không có tiện nghi nha các bạn. Vì mình ở cái ô thao, cái thành phố rất là nhỏ ở trên đảo cho nên đường đi rất là nhỏ cho nên mình không nên chạy xe lớn. Cái đó là theo kinh nghiệm của mình. Và bây giờ chúng ta xem trong xe cũng rất là sạch sẽ và mới mẻ. Và bây giờ chúng ta cùng nhau lái về khách sạn của Helen. Và bây giờ gia đình mình đến cái nơi mình ở đây nè các bạn, là thành phố Ocean Hoan. Tại sao mình chọn nơi này? Vì đầu tiên bước đầu tiên mình muốn kể với các bạn thật tình luôn á, là vì bây giờ mùa Covid ở đây á rất là rẻ. Thường thường á mình đi á mình cũng tiết kiệm lắm. Mình nghĩ mình không thể nào trả cái giá tiền để mà ở trong này như thế này nha. Thì kỳ này rất là may mắn, đi giá cả rẻ và rất là vắng luôn mà thoải mái lắm. Và ở đây á nó gần mọi thứ á, nhưng mà có cái nó hơi bất tiện về đậu xe. Thì Helen sẽ chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm trong video kế tiếp. Bây giờ chào tạm biệt các bạn, hẹn lại cái video kế tiếp nha. Nhớ đón xem, bye bye cả nhà.